năm 2000 đó tôi đi đưa một cái đám ma, tôi là một cái đám ma bà con thôi. Tôi thấy cái này nó rất là nhân đạo, nó rất nhân đạo. À, ở đây đó, thì mình nghe thấy Big Family quảng cáo rồi tiền này tiền kia suốt ngày mình nghe thấy. Ở Việt Nam đó, cái nơi mà Hà Nội đó là cái nơi mà cái ông lui trước đó, tức là đấy là một trong những cái người mà thời thời Tây, thời Việt Nam Cộng Hòa đó, tức là một trong những các cái nhà đòn lớn nhất là Tobia đó, nó giống như bây giờ nó là nhà tang lễ của thành phố và nó có cả một đội hậu sự, đúng không ạ? Đang đang trong sâu. Nó có cả một đội hậu sự, không ạ? Phái đoàn này mang hoa vào, không? Nó đọc danh sách, Đúng. mời phái đoàn này mang hoa vào chỗ này đọc diễn Đúng. văn, người này tang chế, tức là nghĩa là cái người chết bình đẳng và được an ủi vô cùng. Dạ vâng đúng bác cái đó thì tôi đã đi tham dự tất cả là ba cái đám ma ở Việt Nam đấy. Thì cái đám ma sau cùng đó là đám ma của cái bà tổng giám đốc của Đài Nét Việt đấy. Thì chúng tôi được tham dự ở Hà Nội, họ thông báo rất là đơn giản đấy. Và các hội đoàn nào muốn đi đó thì phải cho biết là tên của hội đoàn đó và có món quà gì cái gì cái đại đại khái muốn gì, phân nhiều bao nhiêu cái gì hay là kia. Còn ngay bên cạnh những cái nhà mà bác nó gọi là cái nó phải gọi là cái nhà an táng mà nó gọi Nhà là tang lễ. nhà tang lễ Vâng. đấy, nhà tang lễ thành phố nhà. Bên cạnh nó là những cái chỗ bán vòng hoa rất là rẻ Vâng, nó có một cái đội hậu sự, nghĩa là đấy. hoàn toàn nó chuyên môn. Dạ. Mà rồi thì là một người chết là ở trong xóm làng, Dạ. đội nhi đồng, Dạ. đội bô lão, Dạ. đội này đội kia tới Tiếp để tay. mà tiếp tay, rồi thì là thuê xe buýt của Dạ thành vâng. phố, Dạ. không ạ? Mang đi, Mà không có cái chuyện mà nó tủi thân như ở bên này, nó không có ạ? giờ nhé bác nha. Hồi đó tôi đi vào trong Thái Bình thì vợ chồng Tuấn với lại Ngọc Lan á, thì chúng tôi đi theo, tại vì cái ông mà chết á thì là có một người rất có công với lại ở trong có nổi tiếng trong Thái Bình nữa. Phải có giờ. Tôi hỏi sao bây giờ nếu mà rảnh thì mình đi trước, nó bảo Tuấn bảo không không. Mình có giờ anh họ cho cái tăng tăng gia họ cho mình biết giờ nào mình có quyền thăm. Thành ra khi mà đúng giờ đó là mình tới, mà đi vào mình có tới sớm chút xíu thì mình cũng chờ đó. Thì họ gọi tên gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn chẳng hạn vậy thì là mới bắt đầu bước lên. Thì hôm đó tôi có quay phim đàng hoàng, thì rồi cái người thì nếu mà có đọc lời chia buồn thì họ cho đọc, còn nếu có nhiều người họ không có đọc lời chia buồn họ chỉ tới thăm là cái đại khái thắp nhang. Vâng, bác nói rất là cái người chết thật sự rằng là có những cái mà gọi là, và nhưng mà có đặc biệt nữa như thế này nữa bác, sau đó là ăn uống và có ca nhạc Vâng, đấy, 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 họ không có buồn. đấy, 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 đấy mới là cái bài mà hôm nay tôi muốn nói về cái chết ở bên Mỹ. Đấy, cái bài mà cái ông này là ông Andrew Lâm. Andrew Andrew Lâm, ông này hình như là con của của ông tướng Lâm, Lâm Lâm Quang Quang Thi. Thi. Dạ vâng. Thì ông nói chuyện rằng cái bà nội á, nằm ở trong cái nước Cái sinh home ở bên Mỹ, dạ vân vâng. vân. Thành Anh ra Andrew Lâm anh cũng giỏi lắm á. vâng, bà ấy nhớ, anh này thì anh ấy viết về văn chương văn chiếc, Dạ văn chương nhiều anh lắm ấy rồi rồi. đăng nhiều báo rồi. Dạ. Thế nhưng mà đó, anh ấy nói về cái bà nội Dạ. ở Có trong cái bài nước gì sinh cho home. tiếng Việt đây? Vâng, Dạ có bài gì cho tiếng Việt? nghĩa là gần như rằng thì là bà ấy nhớ lại cái những cái chết ở đồng bằng sông Cửu Long. Dạ vâng. Người ta đối diện với cái chết một cách bình thường, Bình thường bình là vâng. thản, và lối xóm căng lều bạt lên để mà đưa tiễn người chết. Người ta đối diện với một cái chết, nó là một cái Được. sinh quý tử quy, nghĩa là Dạ nó vâng hoàn đấy dạ toàn đúng. Và họ ở Việt Nam mình thì tin rằng nếu càng khóc thì là cái nước mắt mình giữ người đúng. chết không được siêu thoát được đấy. Tại vì mình đã nói là Chúa đã gọi về rồi, nếu là người Công giáo thì Chúa đã gọi về đó, thì mình để đi cho thanh thản ấy, tại sao lại còn phải gọi cha chứ kiểu. Tôi có một người người bà con mới mất tuần trước thì
anh ta là người đạo Phật, lấy vợ Công giáo và có làm lễ ở nhà thờ và có tên thánh đàng hoàng. Nhưng mà sau này anh ta bỏ không đi nhà thờ nữa. Anh bảo thấy mấy ông linh mục ở đây kinh khủng quá, cũng là chắc sách cái này kia đủ hết. Anh bảo sợ quá, rồi là cũng tham nhũng ngoài kia, nói chuyện ra toàn là tiền bạc, anh chán anh không đi nữa. Cái hôm đấy thì một người bà con, tức là anh ông làm, ông cũng về hưu rồi, ông làm cho là bây giờ ông làm cho xem trong nhà thờ, mới gọi cha tới. Anh này anh chưa chết mà, tại vì theo luật Công giáo đó là sắp sửa chết thì phải gọi cha tới để chức dầu và này kia đại khái. Thì tôi hỏi bây giờ có chức dầu thì cũng chết, mà không chức dầu được có, nếu không lý người chết mà nếu mà không có chức dầu không lên thiên đường sao? Đó là quan điểm của anh ấy. anh đuổi ra. Thế xong rồi cái lát hồi nhà thương nó biết là gia đình Công giáo, đây họ cũng không biết là anh này anh không có bằng lòng hay không, mời một ông cái là gọi là ông cha ở trong của cái nhà thương tuyên tuyên úy ở trong nhà thờ tới, nên cũng đuổi ra luôn. Thế lúc đó anh khỏe lắm, to con lắm, anh đã từng xây một cái nhà khách sạn ở ngoài Đà Nẵng thì bị viêm gan. Cái mới đầu cách đây 2 tháng thì nó bây giờ nó mới sau 2 tháng nó to bằng cái này, mà máu ra vào bao nhiêu là ra hết bấy nhiêu, tại nó không giữ máu, tại máu nó chảy ra. Thì có thể gia đình sẽ đi thưa, tại vì bác sĩ Mỹ nói là không có gì, mà ông bác sĩ Lê Đức Trường Sinh ông bảo rằng có thể thưa được, tại vì rõ ràng đây là một cục bướu. Một cục bướu từ hồi cách đây 2 tháng mà mới anh này mới khám cách đây 2 tuần thì bảo rằng không có gì thì không thể chấp nhận được. Thì coi như là định bệnh sai đấy, có vẻ thừa hay nhưng cái chuyện là chuyện khác. Nhưng nói chuyện đây á thì bên Công giáo thì là thường là sắp sửa tới cho cha tới để đấy. Bây giờ cha chết, cha còn phải đi nữa chứ, để gọi là cha tới mà gọi là sức dầu sức tiếc này này. Nhưng mà cái chuyện sinh quý tử quy, mình ai cũng phải chết hết, mà khi mình chết thì gia đình lại tổ chức nhạc, và có những cái video vui lắm, có những người lớn tuổi đó rất là cả tỉnh ra đứng cũng múa ở cái này. Nhưng mà họ vui. Vâng, thành ra nó an ủi ghê lắm. Vâng. Thành ra nhân đây mình mới thấy rằng thì là cái anh Bùi Bảo Trúc đó, anh ấy cái số của anh ấy vất vả. Yeah. Không những là chết, không có được một nấm mồ, không có cái bảo hiểm gì hết. À, cái đài này nó vắt chanh bỏ vỏ. Mà cái đám ma của anh ấy nó lại trùng kế với lại cái đám ma của mẹ của Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Yeah. Bà Mai đó. Yeah, bà Mai. Bà Mai. Và bà Mai đó là đám ma đó. Yeah. Đám ma người ta ca hát. Lấy hết khách. Ca hát vui vẻ ghê lắm. Thành ra đó là mình mới nhìn thấy rằng thì là đây nó mới là cái văn hóa của dân tộc. Yeah. Còn anh này tuổi thân thôi chứ cũng không phủ cờ nữa. Mới lại gì nữa thành cái số nó vất vả. Còn bên ấy mà bác Phương nói rằng thì là cộng sản nó nằm vùng hết cả rồi đó, nó để vũ khí giết ở trong nhà đó. Thì đây là cái chuyện mà nói chuyện tiết bộ thân đó. Đây này, tôi làm một cái xưởng mây tre số 4 Thoại Ngọc Hầu đó. Cái hẻm số 4 đó thì ở bên trong đó nó có một cái căn nhà, 2 cái villa nhỏ. Thì hóa ra là một cái là số 4 trên 1A và số 4 trên 2A. Thì số 4 trên 2A đó lại là nhà của ông Cò Vũ Trọng Nho, Vũ Văn Nho, anh của Vũ Tài Lục, anh của thiếu tá Vũ Tài Lục, một trong những các cái người mà gọi là cũng cứng đầu đó. Thì cái bà mà làm giữ nhà đó, con sen cho cái nhà ông Vũ Văn Nho đó, thì sau 30 tháng 4 thì hóa ra là chồng bà ấy là liệt sĩ, và bà ấy nằm ở trong cái nhà đó để cho nghĩa là coi như là đã nằm vùng rồi, nếu mà có cái gì thì là giết ông Nho đó đại khái đó. Tới lúc mà bà đó
đi sang cái xưởng mây tre của tôi làm thì mới biết là bà ấy được phong liệt sĩ và bà ấy được mấy cái phần mà cái bộ tứ ở trong sĩ nghiệp á, là nó cũng giúp đỡ cái này cái kia. Còn thì cái ngày 30 tháng 4 đó, à cái ngày mà Tết Mậu Thân đó, thì nó buồn cười lắm. Thì Tết Mậu Thân thì là các ông